cả mọi thứ xảy ra trong trần gian này, kể cả là người ta chọc giận cho mình tự ái lên, đều là xem phản ứng của tâm mình. Tất cả mọi việc, mọi thứ trong trần gian đều chỉ có một tác dụng duy nhất là xem phản ứng của tâm. Cho nên người ta có chọc mình mà mình giận á, mình đừng có giận nha. Giận là mình lỗ, giận là mình thiệt. Thử thách không đó, bài thi không đó. Nam Mô Phật. Lấy đây nè, lấy đây nói luôn nè. Hoan hỷ. Không có đọc từng chữ đúng không? Muốn dụ em sau này làm chị chị. Để dắt em chị được nhanh chứ. Sau này là từ từ sẽ có lực luôn nha. À là không còn nhưng đọc từng chữ. Nhưng mà nãy là em có cái sự tiến bộ nhỏ rồi. Nhưng chị có khen em. Nhưng mà em đừng có. Có nghĩa là em đọc em cũng không phải lướt mà cũng không phải là gặn từng chữ. Đúng không? Ừ, đọc mình nhanh, đọc mình nhiếp cái tâm to vô. Rõ, đúng. Đọc nhanh, đúng rõ mà nhiếp cái tâm vô thì tự nhiên là nó sẽ gọi là sao, nó có lực trôi và nó có lực. Nó sẽ nhanh và nó tự có lực. Đúng rồi. Không? Chứ đừng có nhấn vô từng chữ hoặc cũng đừng có gọi là tập trung mà suy nghĩ này kia, khi mình suy nghĩ nhiều quá là mình bị dễ bị tại sao lại trì chú nhanh tại vì khi mà chị trì chú nhanh là chị không có bị suy nghĩ lung tung mà chị chỉ tập trung vô trì chú thôi. Dạ. Còn em trì chú em có suy nghĩ lung tung hả? Không có. Em đọc chậm quá em mới suy nghĩ lung tung á. Em đọc chậm á. Em đừng có em để cho thời gian em. Thí dụ như bản thân em có nhiều khi em trì chú là 3697 cách. Có khi em trì y chang như chị luôn. Có khi em sẽ đọc nhấn mạnh chữ án. Còn có khi em chị nhanh như chị luôn, em lướt qua luôn. Khi mà em đọc nhấn mạnh chữ án là em đang luyện công. Còn khi mà em đọc chị nhanh như chị là em đang công phu. Yeah. Con thì có lúc vậy lúc khác. Để nhiếp tâm. Ở nhà đọc từng chữ, từng gõ chữ. Có nghĩa là hồi nãy chị nhận thấy khúc đầu á, là em còn hơi dấp, em có nghĩa là em còn chưa có vô cái nhịp, cái thứ hai nữa là chưa có thuộc rành. Nhưng mà đọc càng lâu em càng thuộc rành. Chị có cảm nhận được em càng thuộc rành. Và khúc sau chị kéo lên để cho em đọc nhanh lên. Em cũng có theo. Nhưng mà khúc sau nữa chị cảm nhận được là em hết hơi rồi. Hoan hỷ, thanh đồng chào rồi. Bạn có thể trình bày vấn đề của mình. Nhưng mà lúc sau khác. Alo. Dạ vâng, bạn nói đi. Cho em nghỉ ngơi. Alo, dạ con chào cô. Dạ, bạn trình bày vấn đề của mình nè. Dạ cô ơi, cho con hỏi là mỗi lần mà con nói chuyện với lại mọi người bạn của con á, là người ta đều nói là sao mà mỗi lần mà nhìn con mắt người ta cứ hiếp lại. Không hiểu lý do tại sao hết đó cô. Nhưng mà con càng nói chuyện với người ta mất ngủ đi, con càng nói chuyện với người ta. Rồi người ta buồn thì ngủ. Người ta. Dạ đúng rồi, người ta buồn ngủ lắm luôn. Mà như con mà mất ngủ thì con lại mở lên nghe tiếng cô Thanh Đồng thì con lại ngủ ngọt ngon. Nên con thấy có cái gì đó nó thật là vi diệu với cô. Là bạn biết nguyên nhân rồi đó, bạn không biết nguyên nhân luôn hả? Dạ thì con nghĩ là chắc có lẽ con với cô là có căn duyên á. Thực ra là trong cái tiếng nói của mình đó, nó có mang một cái nguồn năng lượng. Mà cái nguồn năng lượng đó nó đến từ, gọi là đến từ tâm linh đi ha. Chứ Thanh Đồng bây giờ cắt nghĩa rõ quá không được bị phạt. Trong tiếng nói trong thanh âm mình nó có một cái nguồn năng lượng. Và cái nguồn năng lượng đó làm cho những người bị hành xác, hành căn, khó ngủ, mất ngủ để người ta được giải tỏa. Nhưng mà bạn phải tu luyện nha. Bạn nói chuyện với người ta giải tỏa xong, bạn không xả ra, bạn không có công phu. Đó là bạn bị thu mấy cái đó vô trong người lâu ngày là bị stress á, bị áp lực á, bị căng thẳng rồi bị mệt liền. Dạ. Yeah. Thanh Đồng có... sẵn Thanh Đồng nói cho bạn nghe luôn là Thanh Đồng có một đứa bé Nhi. Nó năm nay chắc nó khoảng 12-13 tuổi. Mỗi lần mà Thanh Đồng mất ngủ, Thanh Đồng ngồi, Thanh Đồng chỉ cần nói chuyện với nó. Tại phần căng của nó cũng lớn, phần căng nó lớn lắm. Mà nó còn quá nhỏ đi. Mà Thanh Đồng nói chuyện với nó khoảng là khoảng 1-2 câu thôi, tự nhiên là Thanh Đồng hết hết đó, là buồn ngủ rồi đó, ngủ rồi đó. Dạ
Cô cho con hỏi là tại vì con cũng nghe những người mà có căn cơ bảo là con là đại linh căn nhưng mà con chưa hiểu lắm nên con có thể nhờ cô trợ Thật duyên ra đó, thứ nhất giải có là về trần được không? gian có thể là người ta nịnh mình để người ta nói được những cái câu tiếp theo. Khi mà người ta nịnh mình á, mình sơ suất là mình thể hiện ra cái yếu điểm liền, mình bị sơ hở liền, và cái sơ hở đó người ta nhìn ra được mình ha. Đó là về trần gian, còn về tâm linh luôn. Còn muốn biết là thượng căn, trung căn hay hạ căn, vô tu là biết liền. Bạn đọc kinh có buồn ngủ, có đau, có ngáp không? Bạn ngồi thiền có tĩnh tâm không? Hay là suy nghĩ lung tung, hay là buồn ngủ, hay là hôn trầm, hay là loạn tưởng? Trung Dạ căn đó, không con học không ngáp. Dạ đọc kinh đó là người ta thấy nhẹ nhàng, người ta thấy vui. Ngồi thiền là người ta cảm thấy rất là an tịnh. lúc thời gian đầu á, thì con đọc kinh trong mùa dịch á thì con bị nghiệp khảo cũng dữ dội luôn á cô, tức là con ho mà cái thời dịch bệnh con đi bệnh viện á, ở bên này bác sĩ thấy con bỏ chạy luôn, con ho mà chưa kịp test covid cho con mà bác sĩ hoảng loạn luôn á cô, nhưng mà con không có bị covid. Cái sau cái con được ông Năm An Giang á thì tự nhiên nói chuyện với cô con run quá Nam mô con Phật. không hiểu lý do luôn. Dạ cái xong cái bắt đầu con nhờ ông Năm đó, ông Năm An Giang á hỗ trợ giúp con để hóa giải bớt nghiệp, xong từ đó là con tự tu tập để con tự chuyển hóa nghiệp của con, thì từ từ dần dần thì con thấy mọi chuyện nó cũng theo quỹ đạo, con không có bị khảo nhiều vậy. Nếu như mà mình đã tu rồi thì mình phải trên con đường tu đó tiếp tục công phu và tiến lên. Còn bạn hỏi là căn cơ cao hay không thì cái này là mình gặp nhau rồi, gặp nói chuyện rồi hồi là ra mặt hết trơn à. Nhưng mà thật ra đó, thật ra gì nè, thí dụ đi, bây giờ mình đang đứng trên đỉnh núi, thí dụ mình đang đứng trên đỉnh núi, người ta đang ở dưới núi rồi cái người kia ở chân núi, thì mình ngồi trên đỉnh núi mình ngồi hoài tới chiều, mà tới chiều thì cái người dưới chân núi người ta cũng lội lên được tới đỉnh núi. Hiểu vấn đề chưa? Cái người mà thấp căn cơ mà người ta chịu sửa, chịu sám hối, chịu tu một ngày nào đó người ta cũng sẽ cao cơ. Còn cái người cao cơ rồi thì gắng mà giữ vững, còn mà làm tội làm sai là rớt xuống núi liền. Dạ thì theo con thì con cũng nghĩ là bây giờ mình đã có căn tu, mình không tu ma quỷ mà chỉ cần người ta hiểu ra được Phật pháp người ta tu, có khi người ta thành chánh quả nữa trước mình nữa, chứ không có cần là phải chờ đợi mình gì cả. Nam mô Phật. Nhưng mà cũng con kiểu như là con cũng bị dao động nhiều thứ, giống như là nhất là tiền thì thật sự là bị rất là nhiều luôn, nó cứ mỗi lần mình tập trung mình tu tập thì lại có cái chuyện này chuyện của mình nhưng mà lại báu vào mình. Con là con tuổi Mậu Thìn đó cô, mà nếu như mà nói khổ thì hay không là do mình. Nhưng mà Mậu Thìn thì con thấy hậu vận như thế nào, cô có thể nói gì con biết được không cô? Mậu Thìn 1988 à? 1988. Tám á, ở quê không có được đâu, phải đi, lâu lâu là phải đi, đi đây đi đó, không có được ở một chỗ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, làm ăn trong đường tiền bạc là cũng phải đi xa, đi xa phát phất, ở gần ở quê cũng không được. Rồng bay ra biển lớn chứ rồng không có ở trong đầm ao à. Mà gắn tu đi, gắn À đúng tu. rồi, con đang ở Nhật đó cô. Con không có ở Việt Nam được. Trời ơi, cô tham tiền là tham là muốn ăn cướp, ăn cắp, ăn giật giật dọc trong túi người ta, hay là tham tiền là muốn làm ra nhiều tiền để cuộc sống mình ổn định cho cha cho mẹ, giúp cho họ hàng thân tộc. Rồi có tiền rồi cũng làm phước. Đâu cô trả lời thử coi. Dạ có. Có tiền con làm phước hết à cô ơi, con chẳng có cần cái gì hết á. Như vậy Cho là hết bạn à. chưa có vượt qua được cái tự ái bản thân, có nghĩa là mình muốn mình phải là cái người cho, chứ mình không có muốn mình lệ thuộc, mình muốn nhận của ai hết trơn á, chứ không phải là tham. Tự trọng tự ái bản thân chứ cái người này không phải tham. Hiểu vấn đề chưa? Có nghĩa là gì nè, bản thân nhưng mà mấy cái người tu là thời gian đầu là gì, ba đời mười phương chư Phật đều khất thực. Mấy cái người thầy bà mà cao cơ 3 năm đầu tổ thầy phải bắt gì, đi xin ăn á, đi xin á. Để làm gì vậy? Dẹp bỏ cái tự ái, tự trọng và tự cao. Ha, cho nên thôi dẹp bỏ tự ái, tự trọng và tự cao dần dần đi là vừa.
Cô ơi, cho con hỏi là tại vì cũng có một số con cũng gặp một số thầy khác thì nói con là sau này con làm thầy á, mà làm gì cô, con cũng hơi lo cô, con không biết làm gì cô. Cái chữ làm thầy này thì danh đồng mà muôn hình vạn trạng để mà cắt nghĩa cho bạn nghe, thì coi bói soi căn chữa bệnh rồi bùa rồi ngải rồi cốt rồi phán rồi linh rồi phù, nhiều cung nhiều cõi. Con hình như là con có cảm giác là con thiên về chữa bệnh đó cô, tại vì con thích lắm. Đợt vừa rồi, tháng rồi con có về thì cơ duyên con chẳng có biết ông thầy đó là ai, nhưng mà tự nhiên con được vào quen cái chị bạn đó, xong rồi ba chị đó làm nghề thuốc thì con lại về nhà của chị đó, là ba chị đó dạy con 10 ngày đi học thuốc, nhưng mà con rất là thích. Và hiện tại con cũng đang tìm tòi học hỏi để làm thuốc đó cô. Nam mô Phật Như Hoan vậy Hỷ. là Thanh Đồng cắt nghĩa nãy giờ nhưng mà bạn nghe bạn không hiểu là để mình làm được một cái thành tựu, khi mà tu thành tựu thì rất là khó. Để mà làm được một người thầy thuốc mà chữa bệnh á, Thanh Đồng nói thiệt là căn cơ phải rất là thiện lành và sâu dày. Tu cũng rất là vất vả và học cũng phải rất là kỹ lưỡng. Tại vì nếu như mà mình chỉ cần dùng sai liều hoặc là cộng hợp chất sai thôi là nó sẽ dẫn đến chất độc cho người ta, cho nên là càng gắng cố gắng để có thể là thông tuệ ha. Còn bây giờ là đang nắm trần gian nhiều quá, thời gian đâu mà nhiếp tâm, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhiều khi á, con tư tưởng con gì nè cô, tức là con chỉ muốn lên núi ở thôi, con không muốn nghe, không muốn gặp ai hết. Tự nhiên lâu lâu con lại có suy nghĩ như vậy, cứ muốn lên núi là con không hiểu là con núi nào thì con không biết, nhưng mà cứ muốn lên núi kỳ cục Thời vậy đó. gian đầu của những Bình người có thường căn con á, là người ta muốn thúc giục cái xác là đi tu, muốn dẫn cái xác đi tìm thầy để học. Nhưng mà thời gian sau là phải về đổ bách gia, tại vì đời không đạo là đời vô liêm sỉ, mà đạo không đời là đạo chỉ nói suông. Đời là phải được đạo điểm hóa, mà đạo thì phải giáo hóa được cho đời. Thời gian đầu tu thì ẩn cư tu tập cho giỏi, nhưng mà sau là cũng phải giúp đỡ cho bá gia bá tánh và bách gia. Nói chuyện với cô, con càng nói chuyện thì con càng nhận điển hay sao, người con nóng rần 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 luôn. Tại vì bạn mới nghe Thanh Đồng hát bạn mới nóng á. Những người có căng nghe hát cất lên vài câu là có cảm giác trong thân liền. Hoan hỷ. Bạn biết bạn cần làm gì rồi đúng không? Thôi bây giờ bớt mê đời đi, bớt nắm đời đi, nắm đạo nhiều hơn. Sáng tối công phu tu tập hướng tâm về. Trước tiên mình có cái trí tuệ. Khi mà mình có cái trí tuệ rồi mình học pháp nào cũng nhanh, học pháp nào cũng sẽ giỏi và học pháp nào cũng sẽ lành, sẽ tốt. Người thiện mà dụng pháp không có thiện thì pháp không thiện sẽ trở thành pháp thiện. Cái kẻ bất thiện mà dụng pháp thiện thì cái pháp thiện nó trở thành cái pháp bất thiện. Cô ơi, cho con hỏi là con có đủ đủ duyên để gặp cô không cô? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Am Thanh Đồng một tuần đó là nhận 8 người tới tu tập á. Thì nếu như mà hữu duyên cơ duyên thì một ngày nào đó cũng sẽ tới bạn đến đây để có duyên tu tập. Nhưng mà bây giờ là do tình hình cái dịch bệnh nó đang bị phức tạp á. Nó sao ta lây nhiễm nhiều mà. Cho nên là Thanh Đồng hiện tại là chưa có nhận, đợi ổn định rồi sẽ nhận tiếp. Rồi cái lý do thứ hai đó là tại sao phải là 8 người trên một tuần mà không thể nhiều hơn. Tới nhiều quá rồi không có biết đường mà giải trình. Đó là lý do. Ủa bây giờ ở bên Việt Nam mình dịch bệnh lại hả cô? Tại Không con phải đang ở dịch Nhật á. đậu mùa khỉ rồi đau mắt đỏ rồi mấy cái dịch tay chân miệng rồi vậy đó. Còn bên Ấn Độ thì nghe nói là đang dịch gì cũng khủng khiếp lắm. Dạ thì chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Nam mô Còn Bổn Sư chết Thích mà Ca cô. Mâu Ni Phật. Hoan hỷ. Thật ra cái câu đó là một cái ẩn ý mà Thanh Đồng không có dám dịch. Thanh Đồng dịch dở bắt Thanh Đồng liền. Hoan hỷ, Thanh Đồng chúc bạn sức khỏe nha. Cô ơi, con đang kết bạn Zalo với cô, làm cái tên Zalo con Mỹ Hương cô, hiện tại con đang ở Nhật Bản nên con hy vọng một ngày nào đó đủ duyên con sẽ gặp cô ở Việt Nam, tại am của cô. Ok, hoan hỷ.
Dạ, con chào cô ạ. À, con chúc cô nhiều sức khỏe để cứu độ chúng sanh ạ. Thanh Đồng chúc bạn sức khỏe và tinh tấn tu tập. Con chào cô ạ. Nhưng mà Thanh Đồng không thấy tên Mỹ Hương nào trớn nha. Zalo hả cô? Con kết bạn với cô nay mấy bữa rồi? Không thấy đâu. Bạn gửi một cái tin nhắn qua đi. Để Thanh Đồng ghim bạn lên để có gì là... À, có rồi. Ok, hoan hỷ. À, mong đồng ý các bạn. Hoan hỷ. Mới thấy luôn anh Khoa. Nam mô Phật, đi nấu cơm cúng đường ơi. Ok, mình ra nấu đồ ăn phụ. Ai biết thôi, nó đang nó đi, nó ngồi kế mấy đứa đau mắt đỏ đó. Không, cô kêu nó ở trển đi. Con hỏi cô đó. Thôi kêu nó ở trển đi. Nó ngồi kế mấy đứa bị bệnh đau mắt đỏ vậy đó. Nó đi chơi trung thu ha, rồi nó đi thiên quan ha, mấy chục người rồi nó ngồi cái nó lây nhiễm rồi nó xuống nó lây cho cưng. Nó toàn là bệnh không đó. Chị là không cho không cô để Nó nói không có kìa, nói với nó tự đồn chứ ai. Nó nói là con ngồi đi học, con ngồi kế bạn đó bị đau mắt đỏ. À, nó có trên này mà.